Cho con hỏi khi nào đặt tâm từ đúng chỗ và đúng thời điểm? Quý vị thực hành tâm từ đi, rồi quý vị sẽ biết khi nào nó thực hành tâm từ đúng đúng chỗ và đúng thời điểm. Tâm từ có thể áp dụng hầu như tất cả mọi trường hợp. Chẳng qua đó là chúng ta nhầm lẫn giữa cái tâm từ và tâm ái đó. Thành ra chúng ta mới khổ thôi. Chứ còn trong tất cả các trường hợp thì hầu hết là chúng ta có thể rải tâm từ. Tuy nhiên có một số trường hợp không nên rải tâm từ. Ví dụ như cái đối tượng là người nữ, cái người khác phái. Người khác phái mà khi chúng ta rải tâm từ đến với họ, nó sẽ khiến cho chúng ta dục nhiễm nó khởi lên. Đó là do chúng ta bị nhầm lẫn giữa tâm từ và tâm ái. Thì khi đó không có nên rải tâm từ đối với đối tượng đâu. Đấy. Rồi có những trường hợp chúng ta hành tâm xả nó sẽ tốt hơn là chúng ta hành tâm từ. Ví dụ như là chúng ta thấy một cái người mà họ không cứu được nữa, không cứu được nữa, là chúng ta đi qua từ tâm bi, tâm từ đến tâm bi rồi, chúng ta thương họ, chúng ta giúp họ ha, vì lòng bi mẫn chúng ta giúp họ, vì tâm từ chúng ta thương họ, chúng ta giúp họ. Nhưng mà cho đến khi chúng ta không giúp được nữa thì vào thời điểm đó nên hành tâm xả, có nghĩa là mỗi chúng sanh có nghiệp của mình. Đấy.